chờ mời các em đến với tiết học âm nhạc lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 7 ôn tập hai bài hát Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười và tập đọc nhạc số 1, số 2 để chuẩn bị cho tuần sau kiểm tra giữa học kỳ 2. Cô mời các em cùng ôn bài hát Bóng dáng một ngôi trường. Các em cùng ôn bài hát Nụ cười. Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân sang, tiếng cười là bạn đường.
Chúng ta cùng bước sang phần ôn tập độc nhạc số 1, cây sáo. Các em cùng ôn tập tập nhạc số 2, nghệ sĩ với cây đàn. Phần hướng dẫn về nhà, các em học thuộc lời ca, hát đúng giai điệu hai bài hát kết hợp với một số động tác phụ họa, đọc thuần thục hai bài tập độc nhạc, tập gõ phách, đánh nhịp ghép lời ca, chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 2.